Xin chào tất cả các con. Trong bài học trước, các con đã được làm quen với hai vần yên, luyện đọc các tiếng, từ và câu ứng dụng có chứa vần yên. Trước khi vào bài mới, cô mời các con đọc lại bài trước nào. Các con đọc lại thêm một lần nữa cùng cô nhé. Yên, điện, đèn điện. Yên, yến, con yến. Cá biển, viên phấn. Yên ngựa, yên vui. Sau cơn bão, kiến đen lại xây nhà. Cả đàn kiên nhẫn chở lá khô về tổ mới. Bây giờ, cô sẽ cùng các con luyện viết nhé. Đây là nội dung bài viết ngày hôm nay. Các con đọc nào. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau luyện viết các chữ yên, yên, đèn điện, con yến. Các con hãy quan sát và cho cô biết con chữ y dài cao mấy ô ly? Chữ y dài cao 5 ô ly. Thế còn con chữ đờ cao mấy ô ly? Chữ đờ cao 4 ô ly. Theo con, viết chữ ghi vần yên và chữ y vần yên gần giống với cách viết của chữ ghi vần nào mà con đã được học? À, nó gần giống với chữ ghi vần ên đấy. Các con lưu ý khoảng cách giữa con chữ y dài với con chữ ê trong chữ ghi vần yên sẽ là nửa ô ly nhé. Sau đây, cô sẽ hướng dẫn các con viết chữ ghi vần yên y ngắn và chữ ghi vần yên y dài nhé. Cách viết chữ ghi vần yên. Đặt bút trên đường kẻ ngang 2, viết con chữ y ngắn cao 2 ô ly. Đưa bút liền mạch, viết tiếp con chữ e cao 2 ô ly. Rồi viết con chữ N cũng cao 2 ô ly. Dừng bút ở đường kẻ ngang 2, lia bút lên viết dấu chấm của con chữ Y, viết dấu mũ của con chữ E, ta được chữ ghi vần yên. Cách viết chữ ghi vần yên. Đặt bút trên đường kẻ ngang 2, viết con chữ Y dài cao 5 ô ly. Từ điểm dừng bút của con chữ Y dài, đưa bút liền mạch, viết tiếp con chữ E cao 2 ô ly. Rồi viết tiếp con chữ N cũng cao 2 ô ly. Dừng bút ở đường kẻ ngang 2, lia bút lên viết dấu mũ của con chữ E, ta được chữ ghi vần yên. Các con đã biết cách viết chữ ghi vần yên rồi. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn tiếp các con viết chữ đèn điện và chữ con yến. Các con hãy quan sát và cho cô biết trong chữ điện dấu nặng được đặt ở đâu? Dấu nặng được đặt dưới con chữ E. Thế còn trong chữ yến, dấu sắc được đặt ở đâu? Dấu sắc được đặt trên con chữ E. Khoảng cách từ chữ đèn sang chữ điện và từ chữ con sang chữ yến là bao nhiêu ô ly? Khoảng cách giữa hai chữ trong một từ chính bằng một con chữ O tưởng tượng nhé. Bây giờ, cô sẽ hướng dẫn các con viết chữ đèn điện, con yến. Cách viết từ đèn điện. Đặt bút dưới đường kẻ ngang 3, viết con chữ đờ cao 4 ô ly. Từ điểm dừng bút của con chữ đờ, đưa bút liền mạch, viết tiếp vần en
Lia bút sang trái, viết nét ngang của con chữ D, viết dấu huyền trên con chữ E. Từ điểm dừng bút của dấu huyền, lia bút xuống dưới đường kẻ ngang 3, cách một khoảng bằng hai con chữ O tưởng tượng. Đặt bút, viết con chữ D cao 4 ô ly. Đưa bút liền mạch, viết tiếp vần yên. Lia bút sang trái, viết nét ngang của con chữ D. Lia bút xuống dưới, viết dấu nặng dưới con chữ E. Ta được chữ đèn, điện. Cách viết từ con yến. Đặt bút dưới đường kẻ ngang 3, viết con chữ cờ cao 2 ô ly. Lia bút sang phải, cách một khoảng bằng một con chữ O tưởng tượng. Đặt bút dưới đường kẻ ngang 3, viết tiếp vần on. Từ điểm dừng bút của con chữ N, lia bút sang phải, cách một khoảng bằng một con chữ O tưởng tượng. Đặt bút trên đường kẻ ngang 2, viết vần yên. Lia bút lên con chữ E, viết dấu sắc, ta được chữ con yến. Xin chào các bạn. Tớ rất vui được đến với lớp học của nhà Kiến trong phần luyện nói cùng với các bạn. Các bạn có biết cá voi chúng tớ sống ở đâu không? Họ nhà cá voi của chúng tớ sống ở biển đấy. Và chủ đề luyện nói của chúng ta ngày hôm nay đó chính là biển, cá. Mời các bạn đọc lại chủ đề luyện nói nào. Bây giờ, các bạn hãy cho tớ biết trong từ biển cả, tiếng nào chứa vần yên? Tiếng biển có chứa vần yên. Các bạn hãy đánh vần, đọc trơn tiếng biển nào. Bờ yên biên hỏi biển, biển. Các bạn đọc tốt lắm, xin chúc mừng các bạn. Cô cảm ơn bạn cá voi xinh xắn đã giúp cô giới thiệu về chủ đề luyện nói ngày hôm nay nhé. Cá voi ơi, con có thể giới thiệu cho cô và các bạn của lớp học nhà Kiến biết được nước biển mặn hay ngọt và có những loài nào sống dưới biển được không? Dạ được cô ạ. Nước biển rất mặn và là nơi sống của rất nhiều loài như là cá này, tôm này, cua này, ốc, mực, rùa biển, sao biển và còn rất nhiều loài động vật khác nữa cô ạ. Ồ, thế giới động vật ở biển quá là phong phú. Cô cảm ơn bạn cá voi đã chia sẻ cho cô và các bạn nghe nhé. Theo các con, biển có những ích lợi gì? À, biển mang đến cho chúng ta rất nhiều ích lợi như là cung cấp nguồn hải sản lớn, dùng nước biển làm muối hay điều hòa khí hậu. Đặc biệt là có những bãi biển rất đẹp, thu hút rất nhiều khách du lịch tới nghỉ dưỡng. Thế các con đã bao giờ được bố mẹ cho đi biển chưa? Đến biển con thường làm gì ở đó? Cô tin rằng các con đều đã được đi biển rồi đúng không? Ở biển chúng ta có thể tắm này, đi dạo hoặc thưởng thức những món ăn ngon và hít thở không khí trong lành. Thật tuyệt vời đúng không nào? Các con có biết bãi biển nào đẹp không? Các con ạ, Việt Nam chúng ta có bờ biển dài nên có rất nhiều bãi biển đẹp như bãi biển Nha Trang này,
bãi biển Vũng Tàu này, Đà Nẵng hay biển Sầm Sơn. Biển mang đến cho chúng ta rất nhiều ích lợi, nhưng cũng có tác hại vô cùng. Đó là khi nào các con có biết không? Đó là lúc có bão biển đấy. Lúc đó, sóng sẽ dâng cao, còn gọi là sóng thần. Mưa to sẽ tan phá cảnh vật gần biển. Những ngày có mưa bão, các con không nên ra biển nhé. Khi được đi nghỉ mát ở biển, các con cần làm gì để bảo vệ môi trường biển và giữ an toàn cho chính mình? Các con lưu ý không được vứt rác xuống biển, thu gom rác thải trên bãi biển để biển lúc nào cũng trong xanh và sạch sẽ. Đồng thời, các con cũng chú ý khi tắm cần có người lớn đi cùng, không tự ý tách rời người thân nhé. Bài học của chúng ta đến đây là hết rồi. Các con hãy dành thời gian luyện viết chữ và tìm hiểu thêm về biển cả để giới thiệu cho cô và các bạn nghe nhé. Cô xin chào và hẹn gặp lại các con trong những bài học tiếp theo.